xin kính chào đại gia đình. Đại gia đình thân mến, hôm nay bác xin chia sẻ với đại gia đình về một cái chuyến hàng, cái lô hàng mà này bác không bao giờ thích chạy á, đó là đi hàng giống như hàng lạnh vậy đó. Có nhiều anh em hỏi bác tại sao không thích đi hàng lạnh. Hôm nay bác muốn làm cái video cho anh em coi. Là anh em coi dòm hàng lạnh á, cái xe bác không phải là chở hàng lạnh, nhưng mà trời này trời lạnh, đi chở đồ ăn á là hàng lạnh không à. Nhưng mà cái lô hàng bác á là đồ khô nó vẫn chở được, thùng khô vẫn chở được. Cái nhà giờ mới quá trời đông xe không. Bây giờ hiện tại bây giờ á là 12 giờ đêm. Lúc mà đi lấy hàng á, nè bác quay cái nhà coi, xe rất là đông. Lúc mà bác đi 12 giờ đêm là 10 đi lấy hàng á là vô nó vú bác ở trong cái chỗ lấy hàng khoảng chừng 4 tiếng đồng hồ nó mới thả ra. Lúc nó thả ra xong á là chạy về bên này, cái đường chạy không nói đi, chạy chỗ nào như thế nấy, nhưng mà mất hơn 4 tiếng đồng hồ chỗ lấy hàng. Xong bây giờ về tới chỗ giao hàng, cái hàng này rất bự, cả nhà giờ thấy không, bự lắm. Ở nguyên giải xe đậu từ đây ra tới đẳng luôn á, qua đây ở nguyên giải này là được vô đo rồi đó, mấy này được vô đo rồi đó nha, là được giao hàng rồi đó. Còn mấy này là không được, mấy này là mới vô check in. Còn bắt đầu đây bắt đầu đây lâu rồi đó, vô đây gần 2 tiếng đồng hồ đó. Đó, mỗi một chừng 10 phút là nó vô xe, hút xe rất là đông. Bắt đầu đây gần 2 tiếng đồng hồ chờ nó gọi mình mới được vô, nó cho cái đồ mới vô vào. Và theo bác biết ít nhất á cũng phải là 5-6 tiếng đồng hồ mới được vào. Bởi chạy một cái lô hàng không có nhiều tiền, không thấy cực không, đồ lạnh á. Bởi không, bắt không giờ thích chạy đồ lạnh là lý do chỗ này. 12 giờ đêm rồi đâu được giao hàng đâu, chạy đồ lạnh á là giao ban đêm không à, trời rất là lạnh. Rồi giờ nó ngồi chờ nó đó. Mấy ông đó là vô là ông quải quá, ông tắt máy, ông tắt đèn ngủ luôn. Lạnh tính không có nhiêu tiền đó mà phiền lắm. Đó thùng lạnh đó, nhà theo nó có cái máy lạnh ngay cái đầu thùng đó thấy không? Có chỗ cái đèn dài dài đó. Đồ khô á thì nó làm giờ hành chánh, tức là ban ngày. Nói mà cái đồ lạnh á, nó mà lô hàng lên á với lại đi giao hàng xong á là để bắt lấy lô hàng mới chạy nửa đường rồi đó. Nếu mà từ bên cái lô từ Đà Lạt về đây, là lô này bắt lấy từ Đà Lạt nè, dùng hãng Audi đó, hãng là chở đồ ăn á, bán đồ ăn á. Đó. Đó, gì cả nhà thấy có chở đồ lạnh có ngon lành không? Từ bên đó về đây có 1.800 mà lấy hai chỗ, giao một chỗ mà nó đi lấy không mất hết nửa ngày à. Giờ đi giao mất nửa ngày đó, mà được đi giao là phải giao ban đêm chứ không được giao ban ngày. Tại đồ lạnh nó làm ban đêm không à. Nó có nổi cái thời gian mà giao hàng, lấy hàng ở giao hàng là cái hàng đồ khô nó chạy đi hết gần tới chỗ luôn, chứ nói nữa được. Giờ vô đây nằm ngủ không biết khi nào nó kêu. Nó kêu vô cứ sắp hàng vô đậu rồi đó, nào tới thì tới giờ đừng nói. Tới cái giờ thì nó kêu, như đo trống thì nó kêu vô, từ từ vô. Nó bên đây là trời trống thì nó kêu vô. Mà giờ không biết khi nào nó kêu, nó không có nói. Mở đi đồ lạnh quái lắm, chứ không có ngon lành đồ lạnh quái. Giờ là ngồi đây chờ chứ sao giờ. Giờ ngồi chờ lâu quá thôi đi ngủ thôi chứ. Ngủ đi nào nó gọi hay chứ, giờ chờ biết nào, trời trời khổ quá. Khổ ơi là khổ quá. Thằng đèn ngủ giấc cái ha. Lát rồi nó tính sao chứ. Ôi trời ơi. Đó,
trong thời gian chờ đợi vất vả, giờ nó cho cái đo ha, nằm ngủ lên ngủ xuống mấy chục giấc rồi đầu nó cho cái đo. Đo này là đo 46 hả? Nguyên đám luôn đậu chờ đã luôn không? Sao cái đồ này nè, quá trời luôn, bỏ ra đồ ăn quải lắm, đông 46 lần này. Nó cho đó là mừng rồi đó thôi. Thường ra mấy chỗ lớn này phải mua cái thang đùm hả, dù rằng nó không có kêu mua nhưng vẫn phải mua đó. Bây giờ thì nó xuống nó ra vô giờ giống như ăn cướp phải không, ta đậu nhưng mà ủi lên cái ủi lên gì nó biết, nó đụng thấy mẹ nhờ ủi gì biết nó, nó nguyên một dải ở đây nè, dài tới đẳng luôn, rồi bên đây cũng vậy nè, đó, dài tới đằng kia luôn. Rồi mình lo rồi đi, nó ghe vô xong rồi giờ xuống coi kiểm là cái nó bỏ cái cầu được không đó, thì lúc nó bỏ luôn được. Đó, nó bỏ cầu được rồi đó. Giờ xách cái bill lỡ đo 53 nó trời lạnh nó chết luôn. Đó, quay cả nhà coi tại sao lý do là sao bắt không chạy đầu lạnh là gì đó. Quải lắm, giờ là 2 giờ sáng rồi, 2 giờ mấy sáng rồi đó. Lấy cái bill đi lỡ đo 53 thôi, vô check in vậy đó. Đó, giờ đi lỡ đo 53. Dài tuốt đây năm ba đây hả ta, xài hả?
Bây giờ đi lại chỗ đưa cái bill xong á, nó màu mè lắm, bởi làm mệt lắm. Đưa cái bill nó xong rồi bây giờ bắt đầu mới nói gửi cho cái link cho vô trong cái điện thoại mình á, là trả bao nhiêu tiền cho nó xuống hàng á, đồ lạnh là phải trả cái tiền đó, cái tiền mà để nó xuống hàng cho mình đó. Nó kêu là lumber á, để xuống hàng ăn khoan cho 200 mấy á, 250 á, ở đó có nhiều chỗ đang 350 luôn á. Nó gửi mình cái link rồi mình trả cái link, trả tiền nó xong xong rồi bắt đầu nó mới 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 nó mới xuống hàng cho mình. Bởi phiền lắm, bởi đi đồ lạnh quái lắm, đi đồ thường lạnh á, là thường thường thức ăn á là đồ lạnh không à. Bác có dặn cái thằng lấy hàng cho bác là không có được lấy hàng đồ thức ăn, nhưng mà vô trong thằng Dallas này, thằng Dallas ít hàng đi ra lắm, giờ không lấy hàng ra hay đâu có hàng về, cũng phải bốt bụng chịu thôi. Làm nghề xe tải là nhiều cái bực mình lắm, nhưng mà mới dáng chịu sao nhỉ. Có nhiều lúc thì cũng cũng vui lắm, nhiều lúc chua lét à, nhiều lúc mới lô hàng quái lắm. Giờ chỉ chờ cái nó gửi link rồi xong rồi mình trả tiền. Bây giờ đi nửa đêm rồi, mấy thằng nó ngủ hết trơn rồi, đâu phải là nó đâu có lấy tiền mặt đâu. Nó mình phải gọi thằng rocker mình á, rocker mình mới gọi thằng ở đâu, thằng mình mới gọi thằng deep main, thằng deep bed, thằng lấy hàng cho mình á, thằng deep bed gọi cho nó xong nó mới gọi thằng rocker lần giao hàng. Thằng rocker nó mới đưa cái số mà EFS check á xuống rồi mới trả cho tụi này, hiểu không đó. Giờ nó mới xuống hàng, hỏi thấy phiền không. Mà giờ 2 giờ sáng là giờ người ta ngủ hết trơn, ai mà làm việc nữa đâu, hiểu không. Có gì quái. Ê, cái chịu chứ sao giờ. Để thử gọi cho giờ gọi cho mấy cô thằng lấy hàng coi nó làm được cái check không để trả. Giờ xe nó vô đường được qua bên đây vô đây, nó vô quá trời luôn à. Giờ này ta đi ngủ sướng chứ ai đâu mà vô mà giao hàng nữa, nữa. Đồ khô giờ tôi ngủ mất tiêu rồi, sáng tao mới làm việc còn giờ đi giao hàng nản lòng chiến sĩ vậy thôi đó. Bây giờ cả nhà thấy không, vô nộp 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 luôn, quá trời xe vô luôn. Đây bên đây nữa nè, chiếc này là Colorado đó, giờ ngồi chờ đây nè. Ngồi chờ giống như là chờ thời vậy, phải không? Bởi không ai thích chạy hàng lạnh là như vậy đó. Trời ơi, đồ hàng khô giờ ta ngủ mất tiêu mất đất rồi, giờ mình cũng phải ngồi lên chờ. Trời ơi, 2-3 giờ sáng là chán thiệt á. Cha con giống như cướp à, cả nhà coi thấy không đó. Thằng bên kia yeah, thằng bên này cũng yeah nữa nè, rồi thằng bên kia cũng yeah, thằng này thì chạy tới làm giống như cướp á. Giờ này ông nào cũng ngủ ở quờ quạng hết trơn rồi. Giờ nó mới ra đưa bill. Giờ này là 3 mấy sáng rồi còn đi đâu nữa. Giờ kiếm chỗ nào ngủ luôn chứ. Giờ này trời ơi buồn ngủ quá, trời buồn ngủ mà. Đậu cái trong hãng này, cái chỗ nào về vô ngủ luôn à, xong sáng giờ về luôn. Ok, cảm ơn cả nhà coi video của bác nha. Bác chỉ quay cho cả nhà coi biết tại sao lý do bác không chạy đồ lạnh là gì đó. Quải lắm, giờ người ta đi ngủ ai đâu mà đi giao hàng với nữa. Ok, bye bye cả nhà.